Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phát biểu tại buổi làm việc này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác kiểm tra của Đảng là nhằm giữ cho Đảng luôn luôn trong sạch, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, và để hoàn thành nhiệm vụ này, trước tiên mỗi người làm công tác kiểm tra phải thực sự liêm chính. Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lắng nghe báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả cũng như là những hạn chế của Ủy ban trong khóa 10, phương hướng, kế hoạch của Ủy ban trong thời gian tới, cũng như là những ý kiến tâm huyết của các đồng chí trong Ủy ban gửi lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đề cập những biểu hiện xem nhẹ công tác kiểm tra của Đảng, độc đoán, chuyên quyền, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, các ý kiến trong Ủy ban cho rằng không thể xem thường những biểu hiện này, bởi đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, và cũng là thủ đoạn mà các thế lực thù địch dùng để chống phá Đảng ta. Qua những cái bộ phim mà chúng tôi được trang bị cho thấy, thời Stalin nè, Khrushchev nè, Gorbachev thì thủ tiêu nguyên tắc tập trung dân chủ, hạ thấp, xóa bỏ vai trò kiểm tra giám sát, chỉ được kiểm tra giám sát cấp dưới thôi, hoặc giám sát kiểm tra theo chỉ định của những đồng chí này thôi. Đã, ở ta thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp, đã, điều lệ từ đại hội 3 đó ghi rõ được quyền thi hành kỷ luật, khiển trách và cảnh cáo ủy ban kiểm tra thi hành cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý không là cấp ủy viên. Thậm chí đại hội 3 đó là đó được kỷ luật khai trừ và lưu đảng sau khi báo cáo với Bộ Chính trị thống nhất. Thì đề nghị những vấn đề này rất đáng lưu ý, những vấn đề mà đã các thế hệ của Đảng ta, đại hội các cấp đã vun đắp, muốn xem xét sửa đổi là hết sức phải thận trọng. Tôi không bảo thủ, nhưng mà phải hết sức là chặt chẽ. Ngày nay người ta đánh vào cương lĩnh, đánh vào điều lệ, đánh vào những cái thành tố sức mạnh của Đảng ta đó. Các ý kiến trong ủy ban cũng phản ánh một số bất cập trong hệ thống quản lý các tổ chức đảng, khiến cho công tác kiểm tra của Đảng bị hạn chế. Ví dụ rất cụ thể là doanh nghiệp nhà nước do các bộ quản lý thường trải khắp cả nước. Theo quy định, tổ chức đảng của các doanh nghiệp này do đảng ủy của các bộ chủ quản quản lý, nhưng do khoảng cách địa lý, đảng ủy các bộ không thể quản lý được. Vậy thì do khách quan hay đảng ủy bộ chỉ nắm được một vài anh thôi, còn dưới nữa là chịu rồi. Thậm chí có những doanh nghiệp mà chả vướng gì đến cái tổng công ty ấy, nhưng mà chúng ta vẫn phải quản lý đảng viên, và thậm chí các anh nói là không biết nó nắm, nó đóng ở đâu nữa. Cho nên là có những cái bộ động đến doanh nghiệp nào, bắt doanh nghiệp ấy, động đến đâu là khởi tố đấy. Nhưng mà trách nhiệm của Bộ trưởng, Thứ trưởng ra sao, không rõ. Trách nhiệm của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy ở đây cũng không rõ. Thì tôi muốn nói cái mô hình này nó liên quan rất rất mật thiết và rất là biện chứng đến trách nhiệm của các tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra giám sát. Và trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong cái việc mà nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cái tổ chức đảng ở đây. Sau khi nghe đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có ý kiến chỉ đạo đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nêu rõ chủ trương, quan điểm công tác, phương hướng tháo gỡ các khó khăn, giải quyết ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu kết luận, nhấn mạnh thêm một số nội dung quan trọng. Theo đó, công tác kiểm tra là một trong những chức năng hoạt động của Đảng nhằm giữ gìn sự trong sạch của Đảng, làm cho Đảng luôn luôn vững mạnh. Lãnh đạo mà không có kiểm tra thì coi như là không lãnh đạo. Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện, và trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, công tác kiểm tra lại càng đặc biệt quan trọng. Cán bộ, đảng viên, nhân dân, toàn Đảng chúng ta lo cái sự xuống cấp về phẩm chất đạo đức ở trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Có thể nói uy tín của Đảng bị giảm sút, bị sức mẻ. Lòng tin của nhân dân có giảm sút. Nói thẳng thắn như thế. Thì vì sao? Nó có yếu tố chủ quan, yếu tố khách quan. Phân tích mà đại hội đã phân tích rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là phải làm sao chặn đứng lại được cái tình hình hư hỏng tiêu cực này trong Đảng. Tất nhiên có mặt phải phát huy ưu điểm, phải động viên làm tốt những cái mặt tốt đã đành rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta coi thường những cái mặt tiêu cực này rất là khó.
Người ta đang trông chờ xem Hoa Kỳ này chúng ta có ngăn chặn được tiêu cực không? Nhất là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các cái nạn chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, vân vân, những thứ đấy. Rồi kỷ luật, kỷ cương không nghiêm, một số cán bộ đảng viên cấp trên không gương mẫu. Cái này phải nói thẳng thì mới được. Tổng Bí thư chỉ rõ, để ngăn chặn được những biểu hiện tiêu cực, công tác kiểm tra phải đảm bảo công minh, chính trực, khách quan, kịp thời, và từng cán bộ kiểm tra phải giữ gìn được phẩm chất của mình. Trong tình hình bây giờ, muốn làm những người bao công thì trước hết mình phải nghiêm cái đã. Mình sạch cái đã. Có nghiêm, có sạch thì mới trị được người khác, đúng không ạ? Đã vướng vào rồi, chốt chót vì tay đã nhúng chàm rồi thì là khó đấy. Và phải có dũng khí đấu tranh. Đương nhiên dũng khí đâu phải là cứ lúc nào đằng đằng sát khí, mà phải giàu lòng nhân ái. Nhưng mà cốt đi vạch vòi rồi đi bới móc là để lồng cá nhân lên lợi ích động cơ gì vào, đúng không? Đến khi va phải cái gì thì lại co lại. Vừa qua người ta cũng dâm gian chỗ này chỗ khác đấy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng với truyền thống và nhiệt huyết hiện có, cán bộ, chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.